ngồi cái lưng gù xuống là cô đánh con á, ngồi thẳng lưng lên, đứa nào ngồi lưng gù là cô nữa không có mua đồ chơi gì cho đâu, ngồi thẳng lưng lên đàng hoàng, ngồi lưng gù là xấu quắc luôn á. Thấy Hào ngồi lưng thẳng rồi đó, Cát Tường ngồi lưng thẳng lên, An Khang cũng ngồi lưng thẳng lên con, ngồi lưng thẳng lên nha mới đẹp nha không. Có, An Khang có một bộ, cái nào Cát Tường có là An Khang. À, để trong tủ lạnh con, mấy cái quýt đó để tôi tủ lạnh đi, để nó không nó bị héo á. Ngồi thẳng lưng lên, con gái đẹp mà ngồi lưng còng lại kìa. Nè nè, cái này gì nè, An Khang. Nè, ngồi thẳng lưng lên An Khang. Giỏi quá ta. Ủa nhưng mà phải nhìn trong cái miếng giấy mới ráp được chứ. Không phải, con phải nhìn trong miếng giấy con.